Lê Hoàng Phương rục rịch lên đường thi Miss Grand International 2023, thừa nhận một chuyện chấn động. Chỉ hơn khoảng 2 tuần, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ chính thức bước vào cuộc thi Miss Grand International 2023. Mới đây, khi tâm sự với người hâm mộ, trong kênh chat Instagram, nàng hậu đã chia sẻ về lịch trình tập luyện bận rộn cho đấu trường sắc đẹp sắp tới. Cô cho biết bản thân luôn thức dậy từ 6 giờ sáng. Thiền rồi học 3 tiếng tiếng Anh, xong nghỉ trưa 1 tiếng, rồi học thanh nhạc, học giải phóng hình thể, học catwalk, rồi ăn tối một xíu, xuống tập gym một tẹo, rồi lại đi học trang điểm nè, tối về sẽ thử đồ cho các hoạt động ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, người đẹp bồi hồi tâm sự vẫn còn bỡ ngỡ dù đã đăng quang khoảng 20 ngày. Vừa vui vui, vừa phấn khởi nhưng cũng run nữa vì phải tức tốc để chuẩn bị cho Miss Grand International nè. 17 ngày nữa là Phương thi rồi, thật sự giờ đây, mỗi giây phút trôi qua đối với Phương rất quý báu. Ngoài ra, cô nàng còn gửi lời cảm ơn tới đông đảo khán giả đã luôn ủng hộ cô trong thời gian vừa qua. Phương biết ơn mọi người luôn ở đây đợi chờ Phương, kiên nhẫn với Phương, bao dung với Phương và tin tưởng Phương. Lê Hoàng Phương là một trong những người có profile đẹp và câu chuyện truyền cảm hứng. Cô từng tốt nghiệp loại khá ngành kiến trúc Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021. Cô nói muốn lan tỏa câu chuyện vượt định kiến về giới tính trong chọn nghề, rằng kiến trúc sư không chỉ phù hợp với nam giới. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình. Ngoài ra, một lợi thế đáng được nhắc đến của người đẹp là sở hữu chiều cao 1m76, số đo 3 vòng lần lượt là 87, 63, 95. Cô quen mặt trên các sàn runway. Về kinh nghiệm chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp, Lê Hoàng Phương từng đạt top 5 của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Vào năm 2019, cô cũng thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và lọt top 10. Như vậy, người đẹp sở hữu 4B theo tiêu chí của phiên bản quốc tế là Beauty, Body, Brand, Business, sắc đẹp, ngoại hình, tri thức và kinh doanh. Đây là yếu tố rất lớn để giúp cô tiến sâu ở cuộc thi và đã đăng quang vào tối ngày 27 tháng 8. Lê Hoàng Phương đăng quang mang lại hiệu ứng truyền thông bùng nổ cho cuộc thi. Từ trước khi diễn ra vòng casting cho đến đêm chung kết, Lê Hoàng Phương được lòng fan sắc đẹp và họ liên tục cổ vũ đã cô đăng quang. Bên cạnh tình cảm của đông đảo người hâm mộ nước nhà, cô còn được fan quốc tế để lại nhiều bình luận cổ vũ ủng hộ chiến thắng cuộc thi. Nhiều chuyên trang lớn về sắc đẹp đăng bài và dành nhiều lời khen cho người đẹp quê Khánh Hòa. Việc Lê Hoàng Phương đăng quang tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ cho chương trình, bởi người đẹp không chỉ có profile đẹp mà còn có đời tư sạch không dính scandal. Đặc biệt, việc Hoàng Phương đăng quang có câu chuyện, chất liệu truyền thông và điểm nhấn khiến khán giả nhớ đến, đó là một cô gái không ngừng nỗ lực trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Hoàng Phương trải qua rất nhiều cuộc thi và cuối cùng đã hái quả ngọt ở Miss Grand Việt Nam 2023. Hoàng Phương thể hiện tròn trịa các vòng thi. Trong phần thi ứng xử đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2023, cô cũng được đánh giá là thí sinh có câu trả lời tốt rõ ràng. Trước đó, ở các vòng thi trang phục dạ hội bikini, Lê Hoàng Phương đều làm khá tốt và trò trịa. Người đẹp bằng kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu trên sàn runway nên không khó để cô tạo dấu ấn bởi những bước trình diễn của mình. Trước đó, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2023 cho biết trước chung kết, Hoàng Phương là thí sinh nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Bên cạnh công việc người mẫu, bạn hoàn thành tốt việc học và hiện là một kiến trúc sư. Hồ sơ của Phương quá lý tưởng cho các cuộc thi hoa hậu nên việc bạn đăng quang và được ủng hộ là điều dễ hiểu, bà Phạm Kim Dung nhận định. Tháng 10 tới, cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ được đăng cai tại Việt Nam. Chính vì thế, ban tổ chức muốn một thí sinh đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để thi đấu với bạn bè quốc tế. Chính vì thế, lựa chọn Hoàng Phương được xem là nước đi khôn ngoan của ban tổ chức.